bước chuẩn bị một mô hình tổ ấp á, còn hiện 4 bước sau. Thứ nhất đó là cái khâu chuẩn bị, thứ hai là cái khâu làm bể và xử lý bể, thứ ba và là chúng ta sẽ tiến hành trồng thủy sinh, và thứ tư sẽ là một số cái lưu ý về nuôi ốc. Trong cái khi mà cái quá trình mà thực hiện làm bể xong thì bà con sẽ tiến hành là xử lý bể. Như bà con biết là cái bể bạc nó có cái mùi cao su. Xin chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc Đèn Đồng Tháp. Hôm nay em xin gửi đến bà con về quy trình để chuẩn bị một mô hình nuôi ốc trong bể lọc bạc. Thì hôm trước là em có gửi đến bà con về 3 tập nuôi ốc bươu đen trong bể lọc bạc từ nhỏ tới lớn của khách hàng bên em. Hiện tại dịch bệnh nên khách hàng không có cho bên em vào để thực hiện video tiếp tục nữa. Nên bên em sẽ tiến hành hai cái mô hình, gồm hai bể ở tại trại để tạo mô hình để cho bà con tới tham quan. Thì với hai cái bể này là bên em sẽ tiến hành nuôi một bể là nuôi ốc bươu đen và một bể là nuôi ốc lát, có diện tích là 60 chuông. Như bà con biết á, nuôi con ốc bươu thì nó chúng ta không có tốn thức ăn, không có tốn công chăm sóc, mà chúng ta cần phải tạo môi trường tự nhiên để cho chúng sinh sống phát triển. Các bước chuẩn bị một mô hình tổ ấp á, còn hiện 4 bước sau. Thứ nhất đó là cái khâu chuẩn bị, thứ hai là cái khâu làm bể và xử lý bể, thứ ba và là chúng ta sẽ tiến hành trồng thủy sinh, và thứ tư sẽ là một số cái lưu ý về nuôi ốc trong cái. Chúng ta sẽ vào cái bước đầu tiên, đó là cái khâu chuẩn bị. Thì ở khâu chuẩn bị này là bà con chuẩn bị, thứ nhất là chuẩn bị diện tích. Thì với diện tích là tùy theo cái điều kiện tự nhiên của bà con, thì bà con đo xác định, bà con phải xác định là cái chiều ngang và cái chiều dài của cái bể. Thì cái chiều cao thì bà con có thể là làm 1 mét hoặc là nửa mét, nó không vấn đề gì cả. Thì khi mà xác định được cái diện tích của bể, chúng ta sẽ tiến hành đi đặt bể. Như bà con thấy đây là cái bể mà bên em cung cấp, thì bên em mai sẽ luồn dây dịch vào 4 góc. Bể thì có cái diện mỗi cái diện tích khác nhau. Ở đây cái bể này là 3 mét, 2 mét, với diện tích là 6 mét vuông. Với cái bể diện tích 6 mét vuông này, chúng ta có thể nuôi được từ 2.000 đến 3.000 con. Nó vừa để cho bà con nuôi thử nghiệm hoặc là nuôi với mô hình nhỏ. Như bà con thấy là cái bể này rất là chắc chắn. Còn cái khung sắt nè, cái khung đây là cái khung sắt này thì tùy theo bà con, chứ bên em không có cung cấp cái khung sắt này nha bà con. Bà con có thể không dùng khung sắt, có thể dùng cọc cây thôi, cọc cây để đóng xuống 1 mét một cây, chúng ta sẽ căng rất là chắc chắn. Và khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần diện tích và phần vật tư, thì chúng ta sẽ qua tới cái bước đó là cái bước làm bể và xử lý bể. Thì làm bể thì bà con cứ khi mà có đầy đủ vật tư và diện tích, bà con cứ căng lên thôi, bà con căng bể lên. Cái bể thì bà con nên làm cho nó gọi là chắc chắn, cũng như là cái độ thẩm mỹ nó có nhìn nó khả quan tí. Nói chung là nó bà con nuôi phải xác định là nuôi lâu dài. Thì khi làm bể là bà con nên làm đầy đủ các cái ống thoát đáy cũng như chống tràn. Thì ống thoát đáy là bà con sẽ thay nước. Nuôi ốc thì chúng ta cũng không cần thay nước nhiều,
chỉ cần một tuần chúng ta thay từ 50 đến 20% thôi. Cái lỗ thoát đáy thì vòng mưa nước nó sẽ mưa nó sẽ chảy ra ngoài, thì khi mà mưa thì nước mưa cũng không vấn đề gì. Đây, như bà con thấy đây là cái hệ thống thoát đáy của bà đẹp. Bà đẹp có một cái cây nước để chống chảy, khi mà mưa nó dâng lên tới đây thì nó sẽ tràn ra ngoài, không làm cho cái bể chúng ta nó tràn đi. Sau khi căn bể xong á, thì bà con sẽ tiến hành làm cái mái che. Như bà con thấy là bên đem che bằng lưới lan. Nhất thiết là bà con phải che mát cho cái bể, vì mực nước chúng ta đưa lên tầm khoảng 3 tấc. Nếu mà chúng ta để ngoài nắng thì nó sẽ làm ẩm nước. Thì bà con có thể che bằng lưới lan, hoặc là bà con có thể làm trong cái bóng cây mát để có thể làm giảm nhiệt độ cho cái ốc. Khi mà cái quá trình mà thực hiện làm bể xong thì bà con sẽ tiến hành là xử lý bể. Như bà con biết là cái bể bạc nó có cái mùi cao su, nếu mà bà con không khử hết được cái mùi cao su thì con ốc nó sẽ không sống được. Khi mà chúng ta thả vào thì nó sẽ bò lên cái khỏi mặt nước, khi mà nó sống được thì nó bò đi thôi. Cái bể mà sau khi chúng ta hoàn thành á, chúng ta sẽ ngâm nước, chúng ta sẽ cho nước vào. Bà con có thể cho đầy bể luôn, như là cái bể bên em làm hàng cục sắt thì bên em cho đầy bể luôn, hoặc là chúng ta cho lên tập 4 tấc, tại vì mực nước chúng ta nuôi thì 3 tấc rồi, chúng ta cho lên 4 tấc thì chúng ta sẽ ngâm ít nhất là phải là 3 ngày. Thì sau 3 ngày đó chúng ta sẽ xả bỏ cái nước đó, chúng ta sẽ cho nước mới vào. Thì chúng ta cho nước mới vào thì chúng ta sẽ qua cái khâu tiếp theo, đó là trồng thủy sinh. Như bà con thấy đây là tại bên em có trồng cái cây thủy sinh trong cái chậu kiểng, trồng vào chậu nhựa nha bà con, trồng đất vô chúng ta sẽ thả vô thôi. Ở giữa thì bên em thả bông súng thì chúng ta cũng trồng trong chậu kiểng, thì bà con có thể trồng trực tiếp cây xuống cái bể đáy, thả đất vô. Thì ở đây bên em trồng vô cây chậu kiểng cho nó nhìn nó mỹ quan, nó đẹp tí thôi, đất vô thì nó dơ lắm. Nói chung là chúng ta có thể thả đất, có thể thả bùn vô hoặc là không thả, không cần thiết. Khi mà bông súng này, bà con thấy bông súng mà có lá, cái bông súng mà nó héo xuống thì nó sẽ ăn, bèo nó cũng ăn. Nói chung là tất cả cây thủy sinh thì chúng ta thả thì nó đều ăn. Đây em có trồng công nữa nè, trồng bùi tròn. Cây thủy sinh nó lọc nước, thứ hai là nó làm giải thể cho ngọc nó bám, và thứ ba là sẽ làm thức ăn. Thì nó ốc bà con có thể là không cho nó ăn gì cả. Những cái cây thủy sinh này khi mà nó già xuống nó sẽ đeo nó ăn. Thứ nhất là cái lá cam muống nó già, nó ốc cũng ăn. Cái bông súng, cái bông của nó đó cũng ăn, bèo thì nó ăn rồi. Còn cái lá đại tự này thì nó héo xuống thì nó sẽ ăn. Thì khi mà bà con trồng thủy sinh thì ít nhất là tầm khoảng 5 ngày. 5 ngày sau thì bà con mới xuống giống được. Vì khi mà 5 ngày sau thì cái cây thủy sinh nó sẽ phát triển. Cái thứ hai là ổn định nguồn nước cho bà con. Thì như thế là khi mà bà con chuẩn bị một cái bể là tầm khoảng 7 đến 10 ngày. Ít nhất là khoảng 17 ngày. Như thế thì bà con mới tạo được môi trường thích hợp để xuống giống. Có nhiều bà con là khi mà mới làm bể xong, nói chung là chưa làm bể luôn, chỉ biết là hỏi, quan tâm là hỏi có giống hay không thôi. Nếu mà có giống thì lấy về và căn bể và thả xuống. Như bà con biết là nuôi ốc là chúng ta không phải như nuôi các con vật thủy sản khác. Như cá thì chúng ta chỉ cần đổ nước thì là nuôi. Còn nuôi ốc thì chúng ta phải tạo một môi trường như tự nhiên, có đầy đủ các cái thủy sinh để cho chúng phát triển. Bà con nên chuẩn bị ít nhất là khoảng 7 đến 10 ngày cho nó để bể nó ổn định nước, bà con thả nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Còn vấn đề về con giống thì hiện tại là một tuần bên em xuất khoảng 100 đến 150 ngàn con, thì tuần nào hút sức nên bà con cứ an tâm, con có thể đặt trước từ 7 đến 10 ngày là bên em sẽ cố gắng cung cấp cho bà con, với cái số lượng cho bà con nuôi hạn chế thôi. Còn nếu mà nhiều hơn tầm khoảng từ 10 ngày trở lên thì bà con phải đặt hơn nửa tháng, nếu mà từ 5 ngày trở lại thì bên em sẽ cố gắng gửi cho con. Còn làm bể xong là bên em sẽ chụp hình, lúc nào cũng yêu cầu bà con chụp hình gửi cho bên em.
tham khảo, và bên em nếu mà ok thì em sẽ chốt được hàng cho bà con. Xong cái khâu cần thí sinh đó, thì em cũng xin gửi đến bà con về các cái lưu ý mà bà con sẽ phải gặp phải trong cái quá trình làm cái bài cũng như người học buộc bài bản. Thứ nhất đó là về cái mặt cầu nuôi. Cái mặt cầu nuôi là từ 100 đến 300 con trên 1 mét vuông. Thứ hai là cái diện tích mà để nuôi một cái bể mà để nuôi á, là tốt nhất là thấp nhất là phải là 6 mét vuông. Và cái thứ ba là để nuôi ốc trong cái bể bạc thì không nhất thiết là chúng ta phải để đủ. Thứ tư là cái mực nước. Cái mực nước mà chúng ta nuôi là từ 0.3 đến 0.5 mét. Cái thứ năm là sau khi trồng thủy sinh thì khoảng 1 tuần sau và còn nuôi xuống giống được. Và cái thứ sáu là con ốc nó ăn cái gì thì nó sẽ ăn các cây thủy sinh, thực phẩm thân mến. Thứ bảy là thời gian thu hoạch thì nó sẽ tầm vào từ 3 đến 4 tháng tùy vào cái thức ăn, thể trạng của con ốc á. Con ốc thì nó sẽ không có lớn đều, nó sẽ có con nhỏ con lớn, chúng ta sẽ thu cái con lớn trước. Thì nuôi trong bể bạc thì bà con sẽ thích hợp là để ươm con giống để nuôi lên sinh sản thôi. Thì tầm khoảng 4 tháng nó sẽ sinh sản cho bà con. Nó sẽ bắt cặp và sẽ sinh sản. Con ốc nhỏ nó vẫn sinh sản. Thì cái tiếp theo là cái độ pH. Thì cái độ pH là để nuôi ốc là từ 6.5 đến 8. Và có cách nào để làm giảm hoặc tăng pH? Thì chúng ta không có cách làm giảm hoặc tăng pH mà gọi là ổn định pH. Bà con có thể dùng được bình hoặc là cái thang tổ ong, thang mà đã đốt xong rồi đó, các cái tiệm ăn sáng họ bỏ rất là nhiều quá, thì bà con cứ dùng để vô nó sẽ ổn định pH cho bà con. Tiếp theo là bao nhiêu ngày thì chúng ta thay nước một lần. Thì nuôi ốc thì chúng ta không cần phải thay nước nhiều, chúng ta chỉ cần một tuần chúng ta thay tầm 20-30% bằng cách là xả tràn. Bà con có làm một cái ống xả tràn đó, bà con cứ cho nước từ bên ngoài vào thì nó sẽ tới cái mức tràn, nó sẽ tràn ra, nó sẽ đẩy cái nước cũ ra, nước mới cứ đưa vào thôi. Thì bà con chú ý là làm tầm khoảng từ 20-30% thôi, nó sẽ tràn đi. Còn các cái phân mà nó đọng lại á, là bà con không cần phải quan tâm nhiều quá, nó sẽ đọng phía dưới cây thủy sinh, nó sẽ hút cái phân đó làm cái chất dinh dưỡng. Và nếu mà bà con sợ con ốc nó bị mòn vỏ thì chúng ta sẽ dùng vôi để sát trùng. Ở mấy tập trước em có hướng dẫn rồi, bà con có thể tham khảo lại. Và tiếp theo đó là thì bà con có thể dùng cái nước máy, cái nước sinh hoạt của bà con á để nuôi ốc. Nhưng mà tốt nhất là bà con nên ngâm cái nước đó cho vào cái ba cái bồn, cho vào cái bồn chứa nước cái nước đó từ 2 đến 3 ngày để nó tự được cái clo. Nếu mà cái nguồn nước nào mà tự cái clo, tự cái mùi thuốc tẩy á, 2 đến 3 ngày là nó bay hết rồi, thì bà con cứ dùng nước đó để nuôi. Và tiếp theo là cái nước giếng có nuôi được không, thì nước giếng nuôi được bình thường, nhưng mà chúng ta cần kiểm tra độ pH. Khi cái độ pH ổn định thì chúng ta sẽ nuôi được thôi. Tiếp theo là làm sao để xả hết cái phân bồn ốc á, còn cái bể á, thì chúng ta không nhất thiết phải xả hết, tại vì cái phân nó sẽ làm cái chất dinh dưỡng cho cây thủy sinh. Và tiếp theo là cái sát trùng nguồn nước. Phương pháp sát trùng nguồn nước là dùng vôi canxi, vôi canxi mịn đó. Thì mỗi lần thay nước bà con cứ xịt lên. Thì lúc trước ở mấy tập trước em đã hướng dẫn rất là kỹ về cái liều lượng bà con cứ xịt lên cứ mỗi lần thay nước. Hiện tại là có nhiều bà con lạm dụng quá, nói chung là không nên lạm dụng với vôi. Nhưng bà con xịt nhiều quá nó sẽ làm tăng cái pH của bà con trong cái bể nuôi, nên bà con cứ thực hiện đúng liều lượng, là cứ một tuần còn thay nước thì bà con cứ sát trùng nó thôi, sẽ làm tạo vỏ cái chất khỏe cho con vỏ nó. Em cũng chia sẻ một số cái lưu ý thôi. Thì nếu mà bà con có câu hỏi nào thì bà con cứ để lại dưới phần bình luận, em sẽ tiếp tục gửi đến những câu trả lời ở cái video sau. Thì ở tập sau thì em sẽ tiến hành thả giống ở hai cái bể này. Thì một bể em sẽ thả ốc bu và một bể em sẽ thả ốc lát. Cái ốc lát thì sẽ là ốc miền Bắc gọi là ốc mít. Đây là ốc lát đứt nhỏ. Ở miền Bắc thì hiện tại giống đang hiếm. Bên em hiện tại đã gầy được khá nhiều. Một tuần có thể xuất được từ 20 đến 30 ngàn con.
Nói chung là ốc lát thì cái kích thước thành phẩm nó nhỏ hơn, mà cái giá trị nó cao hơn, cái giá nó thành phẩm được thành cũng cao hơn, các buôn từ 20 đến 30 ngàn, và cái thịt nó ngon hơn. Thì đây là hai cái mô hình bên em thực hiện ở trại ở trong tháp 10. Tới sẽ bên em sẽ mở cửa để cho bà con tham quan lại. Hai cái mô hình này sẽ cho bà con tham quan luôn. Bên em sẽ nuôi từ nhỏ cho tới lớn để cho bà con tới tham quan cũng như hỏi kinh nghiệm. Thì như bà con thấy đây là cái ao bên em lúc trước đào để xử lý để thả đây. Hiện tại là bên em đã xuống đây 50 ngàn rồi. Ở đây mật độ em nuôi trong cái ao này là tầm 50 con, 50 con trên 1 mét vuông. Thì thôi em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.